Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, mối quan hệ Việt-Trung luôn căng thẳng do những tranh chấp trên biển cũng như một số bất đồng về biên giới trên bộ. Tuy nhiên, đôi bên luôn tôn trọng và kiềm chế vấn đề leo thang dẫn đến vũ lực. Xuất phát từ vấn đề căng thẳng trên, các nhà phân tích đã chỉ ra 4 lý do Trung Quốc không thể đẩy xảy ra chiến tranh với Việt Nam. Một bài viết trên mạng MilitaryChina.com cho rằng, với tình hình hiện tại, Trung Quốc không thể gây chiến. Lý do thứ nhất, theo tác giả, đó là sự lão luyện, thiện chiến của quân đội Việt Nam. Tác giả cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc dám gây chiến, nhưng hạn chế. Hiện tại, Bắc Kinh không thể tiến hành cuộc chiến tranh với bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ rơi vào cái bẫy. Cuộc chiến năm 1979 cho thấy Trung Quốc đã hao tiền, tốn của và sinh mạng như thế nào. Chỉ riêng trong trận Lão Sơn, mỗi ngày Trung Quốc bắn gần 200.000 quả đạn pháo, nhưng họ thiệt hại tới 4.000 đến 8.000 lính. Tác giả cho rằng, quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện. Họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ cho đến khi chúng ta thất bại. Chúng ta không thể khinh thường họ. Người Mỹ hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói, chúng tôi đã bước sang thời kỳ đồ nhôm, đó là xác máy bay Mỹ. Vì vậy, Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây chiến tranh. Môi trường chính trị quốc tế là yếu tố thứ hai. Khi khơi ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây, Mỹ cũng như Nhật Bản. Không những thế, việc gây chiến với Việt Nam sẽ làm Trung Quốc mất chỗ đứng trên trường quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay phương Tây và các cuộc chiến truyền thông Trung Quốc hoàn toàn bị động. Cuộc chiến làm cho Trung Quốc suy yếu dần, các lực lượng thù địch sẽ thừa cơ can thiệp vào Trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc đối mặt với vấn đề thù trong giặc ngoài. Trong khi nhiều vấn đề rất lớn vẫn tồn tại ngay trong nội bộ giới lãnh đạo, Trung Quốc lại đang phải đối diện với một vòng vây hình chữ C giữa các thế lực bên ngoài. Nếu Bắc Kinh sử dụng những lực lượng tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất để đối phó với Việt Nam, thì ở những khu vực khác trên lãnh thổ Trung Quốc, lực lượng sẽ yếu và mỏng hơn. Bắc Kinh sẽ đối mặt với điều cấm kỵ trong binh pháp. Đối mặt với hai mặt trận cùng lúc, người ta có thể dự đoán rằng, khi Trung Quốc khai chiến với Việt Nam, thì Đài Loan sẽ tận dụng thời cơ để hành động ngay. Lúc đó, Trung Quốc không thể chiến thắng trên mặt trận Đài Loan, vì Mỹ sẽ hậu thuẫn cho Đài Loan. Cũng nhân dịp ấy, Nhật Bản sẽ kiểm soát toàn bộ quần đảo Điếu Ngư. Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát Triều Tiên. Ấn Độ sẽ chiếm khu vực tranh chấp và thôn tính miền Nam Tây Tạng. Thứ tư, Trung Quốc không thể lấy bài học Mỹ tại Libya hay bài học của Nga tại Guria, bởi vì họ không chỉ mạnh hơn Trung Quốc mà cũng không có những vấn đề phức tạp với các nước láng giềng. Tình hình chính trị trong nước của họ cũng ổn định, do đó họ không phải lo lắng về áp lực bên trong và nội bộ để có thể giành chiến thắng. Trong cuộc chiến Iraq-Afghanistan, những quốc gia sa mạc, không quân Mỹ có thể oanh kích kẻ thù dễ dàng, trong khi tại Georgia vốn chỉ là một khu vực bằng phẳng cách Nga 36 km nên lực lượng cơ giới của Nga có thể kiểm soát nhanh chóng. Nhưng Việt Nam là đất nước mà đồi núi chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích lãnh thổ. Pháp, Mỹ và cả Trung Quốc đã từng nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn. Việt Nam rất lao luyện trong chiến tranh du kích, nên việc sử dụng tên lửa, máy bay là chiến lược ngu ngốc. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sẽ không thể tiến vào các dãy núi. Vì vậy, chắc chắn họ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.